Mercedes-Benz C180 giá rẻ, được trang bị những gì? Với giá 1,399 tỷ đồng ngang với một chiếc sedan hạng D. Mercedes-Benz C180, được trang bị động cơ I415L tăng áp cuộn kép sản sinh 156 mã lực. Mới đây, hãng xe sang nước Đức Mercedes-Benz Việt Nam em bệnh viện chính thức công bố danh mục sản phẩm. Tại Việt Nam trong năm 2020 với sự xuất hiện của 6 mẫu xe mới gồm các mẫu xe C180, C200 Exclusive. E180 và Jalex 304 Matic đều được lắp ráp trong nước và hai mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc là Jalex 304 Matic KP từ Đức và Jalex 454 Matic từ Mỹ. Trước đó, em bệnh viện cũng đã công bố mẫu E200 Exclusive trong tháng 2 năm 2020. Đáng chú ý trong số các mẫu xe mới này phải kể tới mẫu C180 khi giá của xe chỉ ở mức 1,399 tỷ đồng, ngang với những chiếc sedan hạng D tại Việt Nam như Toyota Camry giá từ 1,029 đến 1,235 tỷ đồng, Honda Accord giá từ 1,319 đến 1,329 tỷ đồng. Đây là điều khá bất ngờ đối với một thương hiệu xe hạng sang khi giá của các mẫu xe hạng trung cao, cấp đang tiếp cận càng gần với những dòng xe phổ thông. So với các đàn anh Mercedes-Benz C200 Exclusive hay C3004 Matic, thì bản giá rẻ C180 được trang bị động cơ i415L tăng áp cuộn kép thế hệ mới có thể sản sinh sức kéo 250 Newton mét ngay từ vòng tua 1.500 vòng một phút và công suất cực đại 156 mã lực. C180 tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 8,6 giây. Ngoài ra, C180 nhẹ hơn C200 trước đây 65 kg, tương đương với việc chở ít hơn một người lớn. Tuy nhiên, C180 vẫn sở hữu hệ dẫn đồng cầu sau và hộp số 9 giờ Tronic. Ở ngoại thất, C180 vẫn mang cụm đèn LED toàn phần thiết kế xếp lớp hai tầng. Bốn khoang với các tinh thể liền kề tạo ra hiệu ứng 3D đẹp mắt, sự khác biệt duy nhất là ở thiết kế mâm xe, vẫn là loại 17 inch năm chấu kép hai tông, màu nhưng đồ họa trên C180 thể thao hơn. C180 vẫn sở hữu những tính năng đáng giá như hệ thống treo tự thích ứng Agility Control, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist tích hợp Parktronic. Năm chế độ lái Dynamic Select kết nối Apple CarPlay, Android Auto về tính năng an toàn, C180 được trang bị 7 túi khí cảnh báo mất tập trung Air Attention Assist. Hệ thống y sản phẩm cấp Dynamic Assist giúp ổn định thân xe khi vào cua. Phanh tay điều khiển điện với chức năng nhà phanh thông minh. Lốp xe run flat, theo giới kinh doanh nhận định, việc em bệnh viện đưa ra một sản phẩm cao cấp hạng trung có giá rẻ như vậy chủ yếu là muốn hướng đến các đối tượng khách hàng trẻ muốn khẳng định bản thân và không quá do dự tính toán khi lựa chọn xe đồng thời đây cũng là bài toán thị phần của hãng xe đức tại việt nam tuy nhiên nhiều người lại cho rằng em bệnh viện đang bình dân hóa những chiếc xe hạng sang của mình nhưng một đại điện của hãng xe đức lại cho rằng người lựa chọn một chiếc xe mercedes là tìm đến giá trị cốt lõi mà chiếc xe mang tới chứ không phải ở giá cả của chiếc xe gạch chéo chấm hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại